Chào tất cả mọi người và các bạn nha. Bữa nay mình quay mấy cái anh này, anh cẩu cái khúc còng to này lên xe nha các bạn. Mình quay chiếc xe cẩu này là ở thành phố Châu Đốc nha. Mấy anh cẩu cái khúc còng này lên xe đang đem đi lại cái bến Cưa Kè đang xả ra nha các bạn. Mấy anh móc dây không có điều mà cho nên cái đầu nặng đầu nhẹ các bạn. Bây giờ sửa dây lại nha. Còn cẩu này là 340K nha các bạn. Còn ở đây là một gốc xe đã cẩu lên một gốc to nha. Bây giờ hai ảnh sửa dây, móc dây lại cho nó lên cân bằng nó đều các bạn. Bây giờ hai anh đó móc cái cọng dây vô đó các bạn. Còn một lát mình để lại cái số điện thoại của anh xe cẩu luôn nha. Các cô chú anh chị mà có vật gì nặng, vật gì to đó mà khiêng đi xa mà không được đó thì hãy liên hệ với cái anh xe cẩu này để ảnh vận chuyển đi nha. Cần cẩu này thì rất mạnh đó các bạn. Hình như cẩu được hình như 5-6 tấn đó các bạn ơi. Bây giờ anh tài xế bắt đầu chỉnh cần cẩu để kéo cái khúc cây to lên xe nha các bạn. Bắt đầu cái anh ở đằng sau mở dây nha các bạn. Hồi nãy cuộc dây để cho nó đừng có lăn xuống ở dưới này các bạn. Bây giờ anh đến mở ra đằng cho cẩu cái xe, cái khúc cây lên xe luôn nha. Bắt đầu anh áo sọc đó, cầm cái cọng dây chỉnh cái khúc cây đằng cho nó vô cái thùng xe nha. Đó anh sạn cái cọng dây đó hoặc cái cọng dây cuộc đó, đằng cái đầu cây đó rồi nha. Bây giờ anh lên xe anh gịch cái đầu đó vô. Bắt đầu anh tài xế chỉnh cần cẩu nâng khúc cây cao lên nha các bạn. Đó anh đó anh leo lên xe luôn các bạn ơi. Leo lên xe đang hai anh hai đầu chỉnh cho nó ngay cái thùng xe nha. Cái cây này nó dài hơn cái thùng xe một tí đó các bạn. Dài hơn cái khoảng 3-4 tấc gì đó. Đó bây giờ khúc cây lên cao nha các bạn. Đó bắt đầu anh nói đằng sau chỉnh cho nó vô cái thùng xe nha. Cái anh chỉnh cần cẩu quá siêu luôn các bạn ơi. Ủa khúc cây quá to nha các bạn. Khúc cây này hoành 280 nha các bạn. Chính xác là 280 đó anh kéo cái vô rồi đó các bạn. Đo là trên cái khúc đọt cái trên nó là hoành 280 nha. Còn ngay chỗ anh vịn là cỡ khoảng 300 ngoài gì đó các bạn. Đó bây giờ anh thả cái khúc cây từ từ xuống nha. Khúc cây quá to các bạn. Bây giờ anh tài xế lại mở cái bửng xe ra nha các bạn. Đang cho cái cây nó nằm xuống sát vô trong cái thùng luôn nha. Đó anh mở cái bửng đang để cái khúc cây đó rồi anh cẩu anh gịch qua cho sát vô, nằm sát vô nha các bạn. Chứ bây giờ bỏ vô nó đụng cái bửng các bạn. Đó bây giờ anh là anh chỉnh con cẩu nha. Còn cái anh quên nhổ. Đó anh nhổ lên luôn nha các bạn. Đó anh giục vô đó luôn. Bây giờ anh chỉnh con cẩu thả cho nằm im xuống nha.
Cái anh tài xế chỉnh cần cẩu quá hay luôn bạn, quá siêu luôn các bạn, chí mí với cái đằng kia luôn nha, anh để vừa chí mí luôn nha, quá siêu các bạn ơi, lọt từ từ lọt xuống đó các bạn. Ở dưới cái thùng xe mấy anh đó anh chìm mấy cái vỏ xe á bạn, vỏ xe mấy cái lớp xe đó anh để trong đó, để khi mà nó dằn nó không có chùi khúc cây đi xa nha các bạn. Với lên xe mấy anh xiềng cho cứng lại rồi mới chạy đi nha. Ở dưới ngay chỗ mình đứng còn 2-3 khúc nữa để lát cẩu lên mình quay cho các bạn cùng xem luôn nha. Bây giờ khúc cây to nằm im rồi đó bạn, anh nấu sọc anh cuộc dây anh xiềng lại đàng hoàng hết trơn nha. Bây giờ cái anh tài xế anh dựng cái bửng lên nha các bạn. Một lát cái anh quay xuống dưới này nè, quay cái cần cẩu lại bạn, cẩu nguyên cái khúc to này luôn nha. Rồi mình quay cái máy tin siêu khủng siêu to cho các bạn cùng xem cái máy tin của cái anh thợ cưa cây nha các bạn. Bây giờ mình lên trên mình quay cho các bạn thấy khúc cây nha, đó khúc cây rất to nha các bạn. Bây giờ cần cẩu thọt xuống dưới cẩu nha, để cẩu cái khúc cây ở đằng kia các bạn, khúc cây kia nó cũng nhỏ nha, rồi kéo cái khúc cây bự chỗ này lên luôn nha. Đó anh thọt cái cần cẩu đưa xuống từ từ đó các bạn. Bây giờ cái anh đội nón bảo hiểm màu đỏ đó xuống móc cọng dây, nối cọng dây dài thêm nha các bạn, để kéo cái khúc cây kia đặng cho lên xe luôn. Bây giờ anh tài xế anh chỉnh cần cẩu, đưa cần cẩu ra dài thêm nữa nha các bạn. Bắt đầu anh tài xế rút cần là kéo cái khúc cây đó lên nha. Nói dây quá dài luôn các bạn ơi. Ủa, kéo cái khúc cây trong cái bụi cây đó ra từ từ nha các bạn. Như câu cá vậy các bạn ơi. Ủa, kéo khúc cây bắt đầu từ từ lên nha. Bây giờ anh tài xế anh thu cần lại nha các bạn, rồi móc vô cái cọng dây cục là mình đặng kéo cho dễ lên xe các bạn, chứ dây dài quá đưa lên xe khó nha. Đó anh áo xanh anh chỉnh dây cho nó sát lại nha, rồi đó anh móc vô cái cọng dây cục rồi đó các bạn. Cái khúc cây bắt đầu lên xe nha, cái anh nấu sọc đó anh chỉnh anh bỏ cho vị trí nha các bạn, để khi mà nó dòng nó không có vớt xuống nha.
Đó, anh sửa khúc cây nằm cho yên gọn trên chiếc xe cẩu nha quà. À, bây giờ anh tài xế anh chỉnh cái càng qua bên đây anh cẩu thêm một khúc nữa nha quà, còn một khúc nữa bạn ơi. Đó, anh quờ cái càng ra đó nha các bạn, còn một khúc hồi nãy mình đứng mình quay cho các bạn cùng xem đó các bạn. Đó, bây giờ anh thọt cái càng xuống nha. À, bây giờ anh áo trắng đó, cầm cái cần cẩu, cái móc cần cẩu các bạn, với cái máy cưa tin to đó đi xuống dưới cái anh này đang móc vô cái cọng dây đang cho chiếc xe cẩu cẩu cái khúc cây to đó lên nha. Đó, anh cầm xuống anh đi xuống đó các bạn, chứ mà đi tay không là nó chợt chân nha các bạn, đóng tại vì cái nền xi măng đó, nó đóng gồng. À, bắt đầu anh tài xế kéo cái khúc cây to lên nha các bạn. Có lên rồi đó các bạn ơi. Lên rồi đó. Có kéo quá mạnh luôn các bạn ơi. À, khúc cây lên lộn nha, cái anh đó anh cầm cái máy cưa tin to đó cắt ngang cái lằn cưa đó cho nó gớt bỏ cái đầu trên nha các bạn. Đó, anh cưa đó các bạn, máy cưa rất to nha, để lát mình quay coi máy cưa này hiệu số mấy nha các bạn. À, nó dính ở bên kia các bạn, anh thọt vô gần đứt rồi, nãy giờ gần đứt nghe các bạn. Đó, anh thọt lút thuốc cái chổng nha, anh đã cắt cái lằn cưa mà bên kia nó cái lam hơi cục các bạn, nó còn dính ở bên kia miếng nha. À, bây giờ anh cưa cho đứt luôn nha các bạn, cái anh đó anh dẫn ra cái cây á các bạn, với cái anh đằng kia chuyển khúc cây lại nha các bạn, cái cây bây giờ lên lửng để cưa đứt cái nó quờ chúng anh nha, hai nó dựng cái khúc cây là đó, đó gần đứt đó các bạn ơi, nó dính con miếng nha các bạn, đó giờ anh đạp nha, đó nhúc nhích rồi đó, đó gớt xuống nha các bạn, quá tuyệt vời bạn ơi, chút xíu nó tụt dây luôn à. À, đây là cái hiệu máy cưa Estin nha các bạn, 53811 nha. Đó, khúc cây bắt đầu từ từ lên xe đó các bạn. À, cái khúc cây bây giờ lơ lửng đó nghe các bạn, chưa chưa có hạ gần xuống nghe, anh tài xế đi qua bên kia nghe các bạn, mình đi ra sau mình quay cho các bạn cùng xem thấy rõ, đặng anh cái anh nói sọc đó anh chỉnh sửa cho cái cây nằm ở trong cái thùng xe cho gọn nha. Đúng rồi, chỗ này để đúng đây nè. Ừ.
Bây giờ khúc cây đã hạ xuống an toàn nha các bạn. Đó anh thợ ấy, cái anh tài xế anh cần lại đặng di chuyển về hướng Châu Đốc nha các bạn. Bây giờ anh tài xế ra trước lấy dây để xiềng cái bửng ở đằng sau này lại nha, để tránh trường hợp cái cây nó chùi ra sau đó các bạn. Đó anh cầm cái cọng dây để xiềng mấy cái cây này lại nha. Anh tài xế anh rút cái chân trống nó lên để chạy đi nha các bạn. Đó bây giờ anh đẩy vô nè. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Anh tài xế chào tạm biệt, hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn. Đó anh chào bạn đó các bạn. Video của mình đến đây cũng xin tạm dừng, các bạn hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký nhấn chuông để theo dõi những video cẩu cây siêu khủng, siêu to, siêu khó với những cây khổng lồ nha các bạn.